khó để nhận ra những nhà cầm quân mà nhiều người đã quá quen mặt thuộc tên như Nguyễn Minh Phương, Lê Huỳnh Đức hay Phan Thanh Hùng. Sau khi khai giảng lớp lý thuyết trong buổi sáng, đến chiều, 20 học viên của khóa đào tạo, huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp AFC giai đoạn thứ tư xuất hiện trong buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam. Yêu cầu mà giảng viên của lớp học đề ra là các huấn luyện viên sẽ quan sát và đánh giá nội dung tập của thầy trò bên Park Hang-seo. Trong khóa học này, các học viên sẽ phải trải qua những bài kiểm tra như lý thuyết, thuyết trình và thực hành để hoàn thành khóa học vào ngày 24 tháng 12. Khóa học này nằm trong chương trình kế hoạch đào tạo giúp cho đội ngũ huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nâng cao và hoàn thiện trình độ theo yêu cầu của AFC trong quá trình tiến tới chuyên nghiệp hóa bóng đá.